Sống danh thời Trịnh Nguyên. Sông danh bắt nguồn từ khu vực nồi Cô Vi, cao 2017 m, thuộc dãy Trường Sơn, chảy qua các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, rồi đổ ra Biển Đông ở cửa danh thuộc tỉnh Quảng Bình. Xưa kia, sông danh được gọi là sông Đại Linh Giang. Ngược dòng lịch sử, vào khoảng năm 1491, nhà Lê định lại bản đồ đất nước. Miền đất từ Nam Hoành Sơn đến Hải Vân được gọi là xứ Thuần Hóa. Bổ Khê, Thanh Trạch ngày nay nằm trong địa bàn ấy. Dưới thời Trịnh Nguyên phân tranh, châu Bổ Chính, Quảng Trạch và Bổ Trạch ngày nay được chia thành hai châu, Bổ Chính Nội và Bổ Chính Ngoại. Bổ Khê nằm trong Bổ Chính Nội, đặt dưới sự kiểm soát của nhà Nguyễn. Đến năm 1831, vua Minh Mạng, Nguyễn Thành Tổ Phúc Đàm 1802-1840 đổi châu Bổ Chính Nội thành huyện Bố Trạch, Bổ Khê Thanh Trạch thuộc huyện Bố Trạch. Qua nghiên cứu một số gia phả các họ tộc trong xã, thì họ lưu đến khai khẩn vùng đất phía Nam châu Bổ Chính này từ đời Lê Hồng Đức thứ ba. Tính năm dương lịch là năm 1473, thời triều Lê Sơ, Lê Thánh Tông 1460-1497, đã hơn 530 năm, mảnh đất và con người nơi đây cùng với dòng sông danh đã gánh chịu biệt bao vất vả, gian lao, đã gồng mình chồng chọi với bao mưa nắng bão bùng, đã chịu bao cảnh đầu rơi máu chảy của nghìn năm Bắc thuộc, những cuộc chiến tương tàn của các tập đoàn phong kiến, rồi đến 80 năm rên xiết lầm than dưới gót giày xâm lược của thực dân Pháp, 9 năm bom đạn khói lửa ngút trời của cuộc leo thang bắn phá miền Bắc của đế quốc Mỹ. Dòng sông danh vốn hiền hòa xanh mát, năm thế kỷ đi qua mang trên mình máu chảy hòa sông, xương chất thành núi của những cuộc chiến bi thương cùng với bao huyền thoại. Quê hương ơi, những đêm dài nô lệ, bao cuộc trường chinh máu chảy thành sông. Linh Giang ơi, bao mùa biến đồng, ngót trăm năm chia cắt hai miền. Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuần Hóa. Nguyễn Hoàng và con cháu kế vị đã ra sức xây dựng vùng này thành Giang Sơn, Sơn riêng biệt, đối lập với họ Trịnh. Trong khoảng gần nửa thế kỷ 1627-1672, hai bên đánh nhau 7 lần với những cuộc giao tranh quyết liệt. Vùng Bắc Nam sông danh trở thành một vùng chiến trường khốc liệt. Cuộc chiến đã làm hao tổn sức người, sức của, triệt phá đồng ruộng xóm làng. Cuối cùng chẳng bên nào giành phần thắng, phải lấy sông danh làm giới tuyến phân chia đất nước. Hai tập đoàn phong kiến Trịnh Nguyên ra sức củng cố nền thống trị của mình và âm mưu biến mỗi miền thành quốc gia riêng biệt. Năm 1786, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn ra đánh chiếm Phú Xuân. Nguyễn Lự chỉ huy đội thủy chiến trên sông danh ngăn chặn quân Trịnh từ Bắc vào, vừa đón bắt quân Trịnh từ Phú Xuân ra. Ngày quân Tây Sơn vượt sông danh tiến ra Bắc, nhân dân Bố Trạch nói chung, nhân dân Bổ Khê nói riêng đã huy động mọi phương tiện phục vụ cho 3 vạn quân qua sông một cách an toàn. Chỉ trong 10 ngày, quân Tây Sơn đã đánh bại toàn bộ quân Trịnh ở Bắc Hà, lật đổ chính quyền họ Trịnh đã xây dựng trên 200 năm, thực hiện lật nhào Nguyễn Trịnh Lê xây đắp lại non sông. Nguyễn Huệ ơi, áo vải sắc cờ hồng, để đất nước huy hoàng xanh tươi trở lại. Cảm ơn ông cha những thành hoàng bổn thổ, cho cháu con vinh hiển mảnh đất này.